Chào các thầy cô, thì Microsoft Form mới cập nhật cho các cái thầy cô một cái tính năng mới, đó là sử dụng các cái công thức toán vào trong bài kiểm tra. Cái phần này rất là tiện ích cho các cái giáo viên môn toán có thể áp các cái đề kiểm tra đơn giản mà có đầy đủ công thức. Nó không giống như Google Form, thì Google Form của chúng ta vẫn chưa có được cái phần công thức toán. Để thiết lập một bài kiểm tra có công thức toán, chúng ta hãy chọn phần bài kiểm tra mới. Giải thêm mới. Ở đây có thể lựa chọn bất kỳ một cái loại về trắc nghiệm hoặc là về văn bản. Ví dụ câu hỏi số 1, chúng ta hãy ghi là tôi có thể cho là thực hiện phép tính. Và để xuất hiện được công thức toán thì chúng ta hãy chọn vào cái dấu 3 chấm bên góc dưới bên phải. Chúng ta hãy chọn vào mục toán học. Ở đây chúng ta sẽ nhập phương trình. Ví dụ tính căn bậc 2 của 26 chẳng hạn. Ở đây nó có thể ra một số các cái kết quả đề xuất thêm. Chúng ta có thể chọn từng kết quả này hoặc là chúng ta có thể thêm tất cả. Ở đây có 4 cái. Ta có thể thử một cái văn bản. Ở đây tôi sẽ có thể làm một cái câu tìm x. Nó có thể nhập các cái câu trả lời. Cái phần trình bày của học sinh, đây là tôi đang chọn cái phần tự luận. Nó có thể có rất nhiều các cái công thức khác ở trên này, thậm chí có cả ký hiệu về vô cực. Các thầy cô hoàn toàn có thể tạo được các cái phần câu hỏi được một cách nhanh chóng với các cái công thức toán. Ở đây có cả phân số. Hoặc thậm chí cả những cái ký hiệu khác. Và trong khi làm bài kiểm tra thì Microsoft Form nó sẽ tự cập nhật. Chúng ta có thể nhìn thấy cái chữ đã lưu đây. Sau khi tạo xong một đề kiểm tra thì chúng ta có thể là cho điểm vào từng câu. Chúng ta sau khi làm xong có thể chia sẻ cho học sinh bằng cách là copy đường link này hoặc là sử dụng mã QR. Chúng ta có thể sử dụng nhúng hoặc là gửi email. Chúng ta có thể sao chép một cách nhanh chóng, chúng ta ấn vào đây và chúng ta gửi qua các cái Zalo hoặc là các giao diện khác. Ở đây chúng ta có thể tùy chỉnh được cái giao diện của màn hình. Chúng ta có thể ấn xem trước. Sau khi học sinh làm xong, học sinh gửi đáp án thì nó sẽ có một phần thông tin hiển thị ở đây, chúng ta có thể xuất ra Excel để xem các cái phản hồi chẳng hạn. Xin cảm ơn các thầy cô và chúc các thầy cô thành công với cả Microsoft Form.